Tổng hợp tình huống hài động vật không cười không lấy tiền phần 49. Heo quay bé ơi, mơ đi cưng, nhảy nhảy nè. Đứng lại mày, đâu có được, đố không bắt được tôi. Hey, hey. Trời ơi, trời ơi. Má rồi mày heo lai khỉ đột hay gì mà phóng thấy sợ vậy cha? Để gì hỏi má tôi chứ biết gì đâu. Tiếp theo, bé Ngang, chị dịch cho em miếng nước nha. Ai cho? Uống miếng là thấy ghê. Hàng quể táp qua táp lại á thầy. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Con Ngang bay vô sắp lá cà. Mày hả mày, tao nhịn mày lâu rồi nha con. Bự mà láo hả con. Nó dí con quỷ dịch bay ra khỏi thao chạy chối chết. Thứ giang hồ dịch pha ke, nhớ mặt tao nha con. Còn đây, hai phe cờ hó sắp lá cà thì bất ngờ. Trời ơi. Quế đen bay qua khe, chiến phụ đối thủ. Ủa alo, đen mày phe nào đen? Thứ khôn nhà dạy chợ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!